Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Thưa quý vị và các bạn, 24 giờ qua, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc Bộ nên các khu vực trong tỉnh đêm có mưa rào nhẹ và dông rải rác. Hiện nay rãnh áp thấp suy yếu và mờ dần đi, vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam, vùng áp thấp phía Tây ngày 18, các khu vực trong tỉnh có khả năng xảy ra nắng nóng ở khu vực vùng núi thấp và vùng cao đối đất phía Tây, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là 35 đến 36 độ C. Dự báo trong 3 ngày tới, áp thấp phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng trong ngày 19 và 20 tháng 5. Sau nắng nóng dịu dần và có khả năng rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ được thiết lập, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông để phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đây là dự báo chi tiết cho các vùng trong tỉnh ngày 18 tháng 5. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất là 27 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình là 75%. Thời tiết tại khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng đồi đất phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất là 33 đến 35 độ C, độ ẩm trung bình là 75%. Thời tiết tại khu vực vùng núi thấp như sau: mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất là 34 đến 36 độ C, độ ẩm trung bình là 80%.